Những ký sự in đậm dáng hình đất nước. Những vở cải lương thấm đẫm hương vị phương Nam. Những bài ca đi cùng năm tháng. Tất cả sẽ được gửi đến quý khán giả qua loạt chương trình thuần Việt vô cùng đặc sắc của kênh Văn hóa, Thông tin và Du lịch truyền hình Vĩnh Long 4. Mời quý khán giả chú ý đón xem và tận hưởng những phút giây thú vị cùng truyền hình Vĩnh Long. Truyền hình Vĩnh Long mang niềm vui đến mọi nhà.